ngày 15 tháng 10, Ban Thường vụ Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc tổ chức gặp mặt kỷ niệm 94 năm thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và kỷ niệm Ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10 năm 2024. Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng ban về sự tiến bộ của phụ nữ thành phố Châu Đốc Trần Quốc Tuấn, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh An Giang Nguyễn Thị Quyến. Tại buổi họp mặt, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, trong lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc luôn ghi dấu những đóng góp hy sinh những chiến công dễ dàng của chị em phụ nữ trong bất cứ hoàn cảnh nào những phẩm chất đạo đức của người phụ nữ việt nam luôn tỏa sáng đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước đồng thời luôn là chỗ dựa tin cậy cho mỗi gia đình xây dựng cuộc sống ngày càng giàu đẹp 9 tháng đầu năm 2024, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Châu Đốc đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa thiết thực, phát huy vai trò của hội trong chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích của hội viên phụ nữ. Hội cũng đã phát động thực hiện và duy trì thực hiện các mô hình tổ phụ nữ tiết kiệm, giúp nhau phát triển kinh tế, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh và đồng hành cùng phụ nữ nghèo, trao sinh kế cho hội viên phụ nữ dùng biên giới có hoàn cảnh khó khăn, trao học bổng cho các em gái vượt khó học giỏi, thực hiện tốt phong trào thi đua phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc và hai cuộc vận động xây dựng gia đình năm không ba sạch, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, gắn với chuyên đề học tập và làm theo tầm gương Bắc Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống nhân dân. Dịp này Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố đã trao 3 kỷ niệm chương vì sự phát triển của phụ nữ Việt Nam và tuyên dương 17 gương điển hình tiêu biểu thực hiện phong trào thi đua xây dựng người phụ nữ châu đốc thời đại mới năm 2024.